Karik hả? Ê, chết đường dài. 3, 2, 1. Phải này như là không được. 3, 2, 1. Gần nhau. Xin mời, Việt Thi. Đây là bài Anh Là Của Em. Đúng rồi. Sạc. Anh. Một điểm cho Việt Thi. Bài này của 3, 2, 1. Hắn chỉ xin là sao biết là bài nào? Ừ, không phải mà. Gợi ý đi. Xuống. Gợi ý nha. Bài hát này có 5 từ. Anh khóc khỏi, anh khóc gì á? Bác khóc đâu? Xin mời chị Trang. À, khóc ở đâu nè? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thế á? Ôi, anh thương kia kìa bạn. Nghe cái gì mà khóc? Anh thử cái bài. Ai khóc nổi đầu này? Mặc định. À, yeah. Em được cái bài mà anh khóc đôi này nè, bùm 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 bùm. Tiếp. Cần một người trợ lý đắc lực để có thể dẫn dắt tôi. Dạo này tôi già, tôi yếu rồi. Cho nên là có ai tình nguyện xung phong không? Khách mời đến làm trợ lý luôn. Hay sẵn tiện anh ngồi đây bạn đi. Anh Âu làm trợ lý không? Anh Âu làm trợ lý. Cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dắt nhau đi trên ngày xa. Cũng được. Lần xu từ anh được, anh làm em phải giữ giá cho anh ấy. Em phải mời anh như có giá. Anh có giá lắm. Ok thì... anh Quân sẽ làm trợ lý của Việt Thi nha mọi dạ, người. Em có giá rồi. Ok. Nói gì đấy? 1, 2, 3. 1, 2, 3 như vậy. Wow. Khó ta. Chưa bật nhạc em ơi. Chưa bật nhạc. Thôi nói luôn. Dạ, đây là bài gì em? Đây là bài Cánh Hồng Phai. Wow. Em biết hay hả? Hả? Em biết hay hả? Em biết thôi. Tại mẹ hay nghe. Mọi người chắc là ngồi. Này Winner, hỏi thật nhá, ngồi đây có nhắc tường không? Đúng rồi á. Gần nhau ấy. Biết năm ca. Mới ra chung MV mà. Trời ơi. Nhắc tường đúng không? Không linh tinh liên thiên nữa, chúng ta đến với bài hát tiếp theo. Bề mặt em đang rất buồn. Người hay nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Thật lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con. Có đâu em ở, em đã khác rồi. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này. Đừng để khiến đôi ta chia xa. Chỉ vì một điều nhỏ bé thôi. Em ơi, người tuyệt nhất đó my girl. Thật sự tuyệt nhất my girl. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đau my boy. Chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa. Chẳng điều gì chia đôi chúng ta anh nhà. Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang rất buồn. Người hay nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Thật lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con. Có đâu em ở, em đã khác rồi. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này. Đừng để khiến đôi ta chia xa. Chỉ vì một điều nhỏ bé thôi. Em ơi, người tuyệt nhất đó my girl. Thật sự tuyệt nhất my girl. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đó my boy. Chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa. Chẳng điều gì chia đôi chúng ta. Xin cảm ơn Việt Thi và Winner. Xin cảm ơn. Mọi người hãy nắm chắc cơ hội này. Ngồi. Winner chưa đếm. Winner chưa đếm. 1 1 kìa.
Rồi. Ê, mất luôn. Anh đâu có anh mà. Mất luôn. Từ 1, 2, 3 đi anh. Ơi, nhưng mà anh đâu có anh rồi. Không. Vậy là anh sai, vậy anh sai. Em không mất anh được. Không, anh sai, anh sai. Em không. Em ơi, em ơi, 6 giờ, 1, 2, 3, go. Lần trước mình mất với Hana. Đại diện K-pop hả các em? Dạ, anh đây là... Chúng ta mất tình gia đình quá. Vâng, xin mời Kenji. Dạ, đây là bài Fake Love của BTS. Trời. Fake Love em à. Yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng ta. Fake Love em à. Không. Và dưới cặp cái kìa. Giờ biết em đã có anh giữa chuyện em buồn rồi. Hai người đón nhau, trời ơi em ơi. Anh nhường em, nhau em à. Là em không nhớ bài này. Tôi bấm cho mà xem. Ai à? Em mời chơi thì anh. Tôi định nhường các bé rồi mà. Ta là của nhau. Yeah. Vâng, bài hát tiếp theo. Yeah, too much fun. Yeah, no. Một rồi, một rồi. Một rồi, một rồi. Xin mời Vy Thi. Listen to my phone. Hi. Trời ơi, Vy Thi ơi. Xin mời Winner. Send it to my phone. À, send it to my phone, đúng rồi. Đúng không? Send it. Đúng rồi. Được rồi, đây là cuộc chiến nội bộ giữa Vy Thi và Winner. Em định nói là send it rồi, mà bà này bà nói là listen to my phone, nên là em bị rung lung lay. Ok em, ok em, ok lung lay. Người khác nói em không lung lay, mà Vy Thi nói em lung lay, sao? Nhanh lên, nhanh. Chắc chắn là không khó rồi, chị sẽ chọn người đã tặng chị một điểm. Biết thế lúc nãy em tặng chị một điểm. Em cùng quê chị mà. Nhưng mà người ta tặng chị một điểm. Cùng quê mà không tặng thì thằng thắng chết. Em định tặng rồi mà em ít điểm quá. Thôi em tặng chị. Em định tặng nhưng mà em thấy thi ra không tặng nữa. Bây giờ là đang có chị Thùy Anh và Kenji ở cùng một đội. Thôi, chọn luôn Gina về đội của chị Thùy Anh và Kenji. Vy Thi, cho người về đội em đi. Em chọn chị Hailey vậy. Ai nữa? Chắc là Kira nhỉ? Anh Nơ là chắc chắn là ở đây rồi đúng không? Anh Nơ là chắc chắn là ở đây rồi mà đúng không? Ừ, đúng rồi, chắc chắn là ở bên em rồi. Tôi... tôi không có sự lựa chọn. Không, tức là đó để yên tâm.